Xin chào tất cả các bạn, mình là Lê Văn Lộc và hôm nay Lộc quyết định sẽ soạn một cái giáo trình guitar để chia sẻ lại nó trên mạng. Vì cho đi chính là mãi mãi, chia sẻ chính là cái niềm đam mê và yêu thích của Lộc. Thì Lộc ước mong rằng cái giáo trình này sẽ giúp đỡ các bạn sẽ chơi được guitar, sẽ trở thành một người chơi guitar, sẽ trở thành một người chơi guitar bằng cái đam mê, bằng cái nhiệt huyết, bằng nhiệt tâm của mình. Và nó cũng là một cái nền tảng kiến thức cơ bản để cho các bạn có thể đánh phòng trà, chơi trong các ban nhạc, và hoặc là thậm chí các bạn có thể có một cái nền tảng kiến thức nhỏ nhoi để các bạn bước tiếp trong con đường âm nhạc, có thể học nhạc viện và đi đến những con đường cao hơn trong cái cuộc đời sự nghiệp của mình. Thì cái ước mong của Lộc là chia sẻ, và chia sẻ thật nhiều càng tốt, chia sẻ bất chấp mình có được thì mình chia sẻ đi, để tạo nên một xã hội, tạo nên một cái cộng đồng thật tuyệt vời. Thì học guitar là một cái bộ môn và rất nhiều người yêu thích, bởi guitar đấy là một cái đàn mà nó có thể mang đi mang lại được, nó đủ các tiết tấu, các loại điệu, các có thể chúng ta giúp ta đàn hát được. Thế nhưng mà để so với các loại đàn khác thì guitar là một cái cây đàn rất khó để vỡ lòng, và khi học được rồi thì lại rất khó để nâng cao, bởi vì sáu cái dây đàn này nhìn thì đơn giản đấy thôi, nhưng mà trên thực tế thì nó lại phức tạp. Thế nên là bạn nào thật sự đam mê, thật sự yêu thích thì nó sẽ thành công. Còn những người mà nghĩ rằng nó dễ thì mới học, và nghĩ rằng nó chỉ là cái tài nẻ, thì rất khó để đạt đến sự trau chuốt của một cái đàn, nó chỉ là nhà chơi áo ôm để chém gió thôi. Đấy, thì Lộc ước mong rằng, hy vọng rằng cái giáo trình Lộc soạn ra sẽ được các bạn đón nhận, và các bạn sẽ chăm chú học để trở thành một người tốt trong guitar. Thì cái bài đầu tiên này có 3 phần. Thứ nhất là ta sẽ giới thiệu về đàn guitar. Phần thứ hai, ta sẽ làm quen với nhịp. Làm quen với nhịp xong, ta sẽ làm quen với đàn. Và trong các bài sau, chúng ta sẽ bắt đầu học nhạc lý gắn liền với cây guitar này. Nó sẽ ra cái gì? Thì nó có rất nhiều cái khó và có rất nhiều cái dễ. Thì các bạn cứ học từ từ, bình tĩnh. Và đừng có chưa học bò đã học chạy thì nó rất là khó. Các bạn cứ đi từ từ từng bước. Các bạn hiểu chưa? Học nhạc thì nó cũng tùy thuộc vào tính năng khiếu nữa. Đôi khi chúng ta không thể dục tốc bất đạt, đúng không? Thì các bạn hãy cố gắng kiên trì một chút nhé. Thì cái phần thứ nhất mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn và giới thiệu về cái đàn guitar, đúng không? Thì giới thiệu lịch sử với các thứ thì nó rất là nhầm. Mà Lộc cái đấy Lộc không muốn giới thiệu, mà Lộc muốn giới thiệu với các bạn là guitar đấy thì bao gồm có cần đàn và thùng đàn, có đầu đàn, có ngựa đàn, đây là ngựa trên và đây là ngựa dưới. Ngựa dưới là cái thanh trắng này, và sau cái ngựa dưới này có chốt đàn để giữ các chốt đàn để giữ dây đàn, và trong trên cái đầu cần đàn nó có khóa đàn. Thế còn phần nhịp thì chúng ta sẽ học trong cái bài này là ta sẽ học nhịp 44. Thì bài sau nó sẽ biểu diễn nhịp 44 chúng ta trên các nốt nhạc, cùng với các nốt nhạc trên khuôn nhạc. Nhưng hôm nay để tập giữ nhịp thì các bạn nhớ cho mình nhịp 44 là gồm 4 phách, cộng 4 phách, và phải đều nhé, nhớ là nhịp phải đều, 4 phách và đều. Khi các bạn nhấc cái nên là phách thứ nhất và hạ xuống là hết phách thứ nhất. Nhấc cái nên là phách thứ hai, hạ xuống hết phách thứ hai. Nhấc lên là phách thứ ba, hạ xuống hết phách thứ ba. Nhấc chân lên là phách thứ tư và hạ xuống hết phách thứ tư. Thì các bạn sẽ có nhịp 44 bao gồm 4 phách, và sẽ có là 1, 2, 3, 4. Được chưa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đó là cách tập để đánh nhịp. Thì các bạn phải cố gắng tập 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Thì trong âm nhạc ấy, thì nói được là phải làm được. Và khi các bạn nói thì các bạn tập bằng chân. Mồm nói thì chân làm,
là 1, 2, 3, 4, mồm nói chân làm theo nhá. Và đó là bài nhịp này, nó rất cơ bản, nó chỉ có như vậy thôi. Và bạn thấy là cái ngựa đầu đàn này với cái thanh ngăn đàn này nó tạo nên một ngăn, tạo một ngăn. Và thanh ngăn thứ nhất sẽ tạo nên ngăn thứ nhất, ngăn tiếp theo thanh ngăn thứ hai sẽ tạo nên ngăn thứ hai, thanh ngăn thứ ba sẽ tạo nên ngăn thứ ba. Và nhìn bạn nhìn là ngăn thứ ba nó có một dấu chấm trắng. Đấy, các bạn tương tự như vậy, xong đến tiếp tục ngăn thứ tư, rồi đến ngăn thứ năm, ngăn thứ năm lại có dấu chấm trắng, và ngăn thứ sáu, thứ bảy, bảy lại có chấm trắng, ngăn thứ bảy, ngăn thứ tám, và tám đến chín, chín lại có ngăn thứ trắng, một ngăn trắng, một cái dấu trắng. Đó là 9 đến ngăn thứ 10, 10 đến ngăn thứ 11, ngăn 11 đến ngăn thứ 12 lại có dấu chấm, lại có hai dấu chấm trắng. Đấy. Rồi là 2, 12, 13, 14, 15, 15 lại có dấu trắng. Đúng không? Đây là 15, 16, 17 lại có dấu trắng. Đúng không? Thì đấy là cái phần giới thiệu, và các bạn phải nhớ cho mình là 1, 3, 5, 7, 9, 12 và 15 và 17. Các bạn thấy gì nhớ không? 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15 và 17. Nhớ đấy là các bạn phải nhớ cho mình. Đôi khi chúng ta không bao giờ chơi đến 12 và 15, 17 đâu, nhưng mà sẽ có một số cái mà các bạn học sau này nâng cao, hoặc là các bạn chơi chuyên nghiệp và sẽ chơi đến dưới này. Đấy, còn thông thường thì chúng ta chỉ chơi đến 1, 3, 5 là nhiều. Đó. Các bạn phải, và phần nữa là các bạn chú ý vào 6 dây đàn nhé, 6 dây đàn. Các bạn ấy bây giờ dùng cho mình hai ngón, ngón mùa, ngón trỏ, hoặc ngón giữa, hoặc là ngón giữa, hoặc ngón áp út. Đấy, tùy các bạn, hoặc là ngón áp út và ngón út cũng được, tùy các bạn. Các bạn muốn dùng ngón nào thì hay dùng ngón nào nào. Thì lọc ấy, thì lọc trước là lọc học được thầy dạy là ngón áp ngón giữa và ngón áp út nhá. Ta sẽ bấm vào cái ngăn số 2, ngăn số 2 và của lốt. Ngăn thứ hai nhá. Nốt của dây thứ hai và dây thứ ba. Tức là dây là và dây gì? Các bạn bấm hai thôi, hai này. Và giữ yên như này. Và cái này người ta gọi hợp âm. Hợp âm thì các bạn học với lọc ở đây, các bạn thấy cái bài này thì cái bài đầu tiên này các bạn thấy là cái tay phải là tay đánh nhịp, tay giữ nhịp, tay tạo ra nhịp điệu, tạo ra âm thanh nhịp điệu. Thì cái tay trái là cái tay tạo ra hợp âm, bấm để giữ hợp âm. Một tay giữ nhịp, một tay giữ hợp âm, nó tạo lên cũng là cái nhịp đấy nhưng mà hợp âm khác, đúng không? Thì chúng ta phải đổi tay trái. Thì với cái tay trái này, các bạn nhớ cho mình cái ngón thứ nhất, ngón trỏ thì gọi là ngón số 1, number 1, ngón số 2, number 2, ngón số 3, number 3, ngón út, number 4, đúng không? Có 1, 2, 3, 4 ngón, và ngón cái là ngón 0, dường như là không dùng đến. Sau này các bạn học thành một chuyên gia rồi, các bạn có thể dùng đến ngón cái tùy các bạn, nhưng mà trên cơ bản thì ngón cái là ngón không, thường là không dùng đến. Chỉ ngón 1, ngón 2, ngón 3 và ngón 4. Thì các bạn nhớ rằng thì lọc để cái ảnh của cái hợp âm, các bạn sẽ nhìn thấy mi thứ nó sẽ có, nó sẽ hiện số 2 và số 3, đúng không? Tức là ngón số 2 và ngón số 3, và bấm vào ngăn thứ 2. Đấy. Số 2 và số 3 đấy là bấm làm cái ngón số 2 và ngón số 3, chứ không phải là dây số 2 và dây số 3 nhé, mà bấm vào ngón số 2 và ngón số 3, và bấm vào ngăn số 2 của dây số 5 và dây số 6. Nên nói thì nó phức tạp thôi, nhưng các bạn cứ nhìn ảnh các bạn sẽ hình dung ra được, sẽ hiểu được, các bạn nhớ cái thế tay như vậy. Hợp âm là sự vang lên của nhiều lốt nhạc. Đấy. Theo quy tắc cấu tạo hợp âm. Đấy là định nghĩa hợp âm. Thì bài sau Lộc sẽ dạy về lý thuyết nhiều hơn. Thì Lộc sẽ trình bày cái đấy trên giáo trình. Còn bài này chúng ta học chủ yếu là giới thiệu làm quen. Thì chúng ta sẽ không có lý thuyết ở đây. Lộc chỉ nói và các bạn cố gắng ghi nhớ. Các bạn làm quen với đàn, các bạn dùng cho mình hai ngón này. 5 và 4. Ngăn số 2. Các bạn nhớ đây là gam hợp âm mi thứ. Khi các bạn học được nhạc lý, nó sẽ giải thích vì sao đây là gam mi thứ nhá. Còn bây giờ các bạn biết là đây là gam mi thứ. Và các bạn làm quen cho mình với 4 nhịp, chúng ta sẽ dậm chân theo này. Chân này, 1, 2, 3, 4 rồi. Khi các bạn vừa học chân dậm 1, 2, 3, 4 rồi, thì các bạn đánh bằng tay và dậm bằng chân, nói bằng mồm. Các bạn nhớ này, đánh bằng tay và cùng dậm bằng chân,
và nói bằng mồm. Các bạn sẽ đánh cho mình 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bài tập này yêu cầu là bạn đánh một lúc cả 6 giây và đánh từ trên xuống xuống và đánh từ trên đầu dây to nhất đến dây cuối cùng, tất cả đều phải vang lên và đánh đủ 4 lần và đánh phải đều. Kết quả đạt được nó phải như thế này: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đây là bài tập cơ bản nhất, là bài tập vỡ lòng và tập làm quen với đàn dành cho các bạn. Các bạn sẽ thấy là hơi chán, đúng không? Thì Lộc sẽ chỉ thêm cho các bạn một cái nữa để chúng ta khắc phục cái điều chán trường này nhé. Thì các bạn sẽ vẫn dùng hai ngón này là bấm vào mi thứ đây. Các bạn nhớ ngăn số 2 của dây số 2, ngăn số 2 của dây số 5 và dây số 4, các bạn để yên này, đúng không? Là mi thứ này. Thì giờ các bạn dùng hai cái ngón này tụt xuống mỗi vừa nãy các bạn bấm dây 5 và dây 4, bây giờ các bạn bấm dây 4 và dây 3. Tức là các bạn giữ yên như thế và tụt xuống hai dây bên dưới thôi. Hai dây bên dưới thôi, đúng không? Các bạn nhớ là mi thứ các bạn bấm là dây 5 và dây 4. Và bây giờ các bạn tụt cho mình xuống dây 4 và dây 3. Vẫn y nguyên như thế nhưng mà tụt xuống rồi, dây 4 và dây 3, tụt xuống một dây. Và cái ngón trỏ này, các bạn bấm vào dây số 2 là dây C, đúng không? Dây 2 là dây C các bạn vừa học rồi. Các bạn sẽ bấm vào ngăn đầu tiên của dây số 2, dây C đầu tiên. Và hợp âm này gọi là âm la thứ, ta có mi thứ và có la thứ, đúng không? Đấy, còn mi thứ và có la thứ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhá tập đổi hai gam này cho nhau, ta sẽ đánh này: 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Đây là hai âm thứ nên là khi các bạn đánh các bạn sẽ nghe là nghe như là nhạc đám tang, nhưng mà Lộc muốn các bạn cố gắng tập bởi vì là cái vòng hợp âm thứ ấy, nó làm cho bộ não chúng ta dễ ghi nhớ hơn, và dễ làm quen hơn. Thế các bạn cố gắng mi thứ, la thứ. Khi các bạn chuyển từ mi sang la, các bạn nhấc hẳn tay ra và chuyển sang đây, nhấc lên và chuyển sang, chuyển thật nhanh, Thì cái bài này là bài làm quen, nó rất là nhiều kiến thức lặt vặt và nó rất là khó cho những các bạn mới, thì các bạn sẽ cảm thấy khó. Thì các bạn mua cái đàn guitar về thì các bạn sẽ thấy nó rất là bỡ ngỡ. Thì các bạn nhớ cho mình là cố gắng, không có cái gì cái là làm phát được hay cả. Thì còn cái tay phải sao? Cái tay phải thì các bạn phải hai tay các bạn cầm như thế này, như là bắn tim. Tay phải thì các bạn để như là bắn tim, cái này là bắn tim đúng không? Nhưng các bạn để cái ngón trỏ, các bạn để cái ngón cái này nó gần ngón trỏ thôi, thấp gần ngón trỏ, tạo nên một cái góc vuông, làm sao để cho cái móng của cái ngón trỏ này nó quyệt được vào dây đàn. Đấy. Và ba ngón này ta để buông cho thật đẹp đó. Thì các bạn tập cái này nó sẽ mài mòn cái móng tay này đi, thì tập nhiều sẽ rất là đau, mài mòn nó vài vào thịt là rất là đau. Thì bây giờ các bạn chuẩn bị mua cho mình một cái móng đàn cái pick này thì ai bán đắt thì cũng là 5.000 thôi, hoặc là bán rẻ thì 5.000 một đôi một cái pick này, hoặc là các bạn có thể dùng những cái thẻ nhựa, những thẻ sim ấy, các bạn cắt một cái pick này, đúng không? Các bạn cứ cắt cái hình trái tim kiểu như thế này. Đấy, cái pick. Thì các bạn cầm móng đây, thì các bạn đặt cái pick này thì các bạn cầm móng đó, thì các bạn nhìn thấy cái móng này, nó cái móng này bao giờ cũng hình trái tim này, và cái góc nhỏ nhất
góc nhỏ nhất. Thì các bạn cầm nó, các bạn đặt nó vào với ngón trỏ, và đặt ngón cái lên để giữ nó, đấy. Các bạn đặt cái móng nhỏ này vào đầu ngón trỏ để chia ra một tí và đặt ngón cái để giữ lên. Cầm móng đàn, nguyên tắc cầm móng đàn ấy thì cầm không chặt quá, không nặng quá. Nếu bạn cầm chặt quá thì cái móng đàn nó tạo nên với cái dây đàn với tiếng tạch 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 này, cái tiếng tạch này nó to quá thì nghe tiếng đàn nó rất là cứng, nó sẽ không hay, thì các bạn không được cầm chặt quá. Nhưng mà các bạn không được cầm lỏng quá, bởi vì cầm lỏng quá đôi khi các bạn đánh nhanh hoặc đánh với tốc độ rất cao, hoặc là đánh với những cái hoặc là đánh với những tiết tấu khó thì các bạn rất dễ rơi bóng đàn ra ngoài, rơi bóng đàn xuống đất. Đấy, ví dụ các bạn đang biểu diễn là rơi bóng đàn xuống đất thì nó rất là vô duyên, thì nó rất là lỡ nhịp, nó rất dễ mất nhịp. Thì các bạn không nên cầm quá chặt, nó sẽ tạo nên cái tiếng rất là cứng, rất là cứng mà nó không hay. Thì các bạn không cầm nặng quá là rơi bóng đàn, thì các bạn cầm vừa đủ để làm sao để đánh được một âm thanh. Đấy, đấy cái tiếng đàn, bạn thấy là cái móng đàn nó tạo nên với cái dây đàn một cái tiếng tạch. Đấy, rất là hay, tiếng tạch này rất là hay. Chứ còn bạn cầm chặt quá nó sẽ tạo nên, đấy, cái tiếng này rất là cứng các bạn ạ. Các bạn cầm chặt quá cái tiếng này rất là cứng, nó sẽ không có tiếng tạch mềm mại như này. Đấy, 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 có cái tiếng tạch rất là mạnh mềm mại, chứ nó không, tiếng tạch nó không được cứng, nó cứng nó chắc quá, nó chắc quá. Thì các bạn cố gắng tập 1 2 3 4, 1 2 và 4, 1 2 và 4, 1 2 và 4. Đây là cái thứ nhất. Đấy, thì cái bài đầu tiên này là bài hoàn toàn về giới thiệu và thực hành thôi, thì chủ yếu là để cho các bạn có thể làm quen được với cái dây đàn guitar. Và nếu như các bạn tập trong vòng nửa tiếng mà có thể giỏi được bài này, hoàn thiện được bài này, thì các bạn cứ ngay lập tức bấm tiếp, thì các bạn cứ ngay lập tức cảm thấy mình đã tập được bài này sau nửa tiếng, thì các bạn có thể lập tức bấm bài tập số 2, bài học số 2 để học cùng Lộc trong bài tập số 2, bài học số 2. Còn nếu các bạn chưa tập được thì hãy cứ gắng kiên trì nhé, đừng vội vã học bài số 2 ngay, các bạn sẽ cảm thấy chán đấy. Vì bài số 2 là cái bài lý thuyết nhiều hơn thực hành. Các bạn học mấy Lộc các bạn sẽ thấy là cứ một bài nhiều thực hành thì bài sau sẽ nhiều lý thuyết, bài trước đó là bài nhiều lý thuyết thì bài sau sẽ là bài nhiều thực hành. Các bạn sẽ thấy như vậy. Thì đó là những gì mà bài 1 trong cuốn giáo trình này chưa được công khai đã chia sẻ. Thì bài 1 trong cuốn giáo trình này nó cũng chia sẻ như vậy, thì ước mong là các bạn sẽ học được. Và Lộc chúc các bạn sẽ trở thành những người bạn chơi guitar, trở thành những người bạn âm nhạc với Lộc, là những người mà Lộc hy vọng rằng các bạn học guitar, các bạn sẽ trở thành những người bạn với Lộc, thành những người theo dõi Lộc và trở thành những người chia sẻ kiến thức âm nhạc với Lộc. Và Lộc chúc cho các bạn học âm nhạc, học guitar cũng như học tất cả các loại đàn khác và hát thật hay và thành công trong con đường đam mê của mình. Và Lộc xin hẹn lại các bạn vào trong bài thứ 2 của giáo trình này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.